I want to ask your feeling that your film is now in the sixth edition of the International Documentary Après Varan Festival. Đó, cái cảm giác khi mà bộ phim mình được chiếu trong cái chương trình quốc tế này thì mình cảm thấy là hạnh phúc á. Yes, very happy. Cảm giác như là ba, đó là niềm mong đợi của ba mình á. Like she can meet her father wish. Yeah. Thì là ba là mong muốn là tức là mình có luôn luôn có cảm giác là ba theo cái hành trình của mình và theo dõi cái phim mà ví dụ mình đôi khi mình cũng hay nói chuyện trong mô thức của ba là ví dụ kể có phim này nó đi đến đâu rồi mình nghĩ là ba theo dõi ba biết. And she has a feeling that her father is still following to understand what she's doing in her story about her father and the film, and she's very happy. Yes, and this film is to be known by many people. Yeah. Và có rất là vui vì câu chuyện này được nhiều người biết tới, đúng không? Người Việt Nam, văn hóa Việt Nam được biết tới, đúng không? And it's good to show the stories, to tell the story to other people, and also to tell the story about the tradition, the culture of Vietnamese people. Yeah. Yes, and this story also the example of the generation, the story of the generation. Thế hệ của ba đúng không? His father's generation. Stories of the generation, his father's generation.